là đây dây này mẫu máy, trên kia mẫu máy nữa, cũng rồi cũng bỏ luôn chứ giờ có làm được nước, cái giờ cứ hàng dây cái hàng mưa cho ngập đâu xả được. Mưa xuống là ngập, phải bỏ hoang ruộng vì không sản xuất được là tình cảnh của hàng chục hộ nông dân có đất ruộng nằm dọc kênh Bà Ký thuộc khu phố Phước Kiển, thị trấn Hiệp Phước, tỉnh Đồng Nai đang đối mặt từ nhiều tháng qua. Theo phản ánh của người dân, từ đầu năm đến nay, gần 100 mẫu ruộng lúa tại đây phải bỏ hoang không sản xuất được vì ngập nước. Cũng theo người dân, nguyên nhân là do dự án cải tạo kênh Bà Ký đã chặn dòng nước lại gây ngập úng. Giờ cuộc sống của gia đình thì nhờ là coi như ba cái đất ruộng nông nghiệp này mà một năm vậy là ba vụ, mà bây giờ tình hình là từ hôm tháng 2 tháng nay là bây giờ cứ cản kinh làm công trình của quốc gia cái gì đó, mà bây giờ cản là thời vụ cũng bỏ hết vụ rồi, mà coi như vụ mùa cũng sắp tới nữa rồi mà bây giờ kinh vẫn còn bờ cõi vẫn còn nguyên vậy, rồi cứ ngập nước vậy rồi coi như người dân không có làm được, đang coi như bỏ hoang không được, tháo nước không được thành ra phải bỏ hoang. Có hành ra giờ nhờ là coi như là nước có cái hướng đặng móc kinh giờ, cho nó không khó chặn dày riết rồi đó. Không có đặng người khó, đặng người dân xả nước được, có được khó là người dân mới làm lúa được, tạo cái cuộc sống cho gia đình. Nhưng mình bỏ hoang ruộng này lâu chưa? Bỏ nay là từ hôm tháng 2 tháng nay là hết một vụ rồi, là bỏ hoang rồi đâu có làm gì được đâu. Đầu giờ vụ sắp tới nữa nè, đầu giờ sắp tới nữa đây rồi, bắt đầu nếu mà tình hình này nữa là bỏ hoang nữa. Dự án cải tạo kênh Bà Ký có chiều dài 4,7 km, gồm hạng mục nạo vét kênh và làm đường giao thông nội bộ hai bên. Tổng mức đầu tư hơn 207 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai và huyện Nhân Trạch. Dự án được khởi công vào cuối tháng 1 năm 2023, dự kiến hoàn thành sau 18 tháng thi công. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, trong nhiều ngày công trình đang thi công nhưng số lượng máy móc công nhân không đông, không thấy được sự gấp gáp tất bật, mưa xuống sình đầy, người dân đi lại khó khăn. Ông Nguyễn Văn Rọt, năm nay 73 tuổi, là một nông dân tại thị trấn Hiệp Phước cho biết, trước tình trạng này, khoảng một tháng trước, người dân đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời chính thức. Cái đơn đó tôi gửi cho ủy ban thị trấn, là bí thư chủ tịch, và một cái đơn đó là đơn nữa là đưa gửi về là ủy ban huyện, bí thư huyện ủy, là chủ tịch huyện và bí thư tỉnh ủy. Thì tới đến nay là không nghe hầu âm, không nghe nói cái gì hết cho người dân. Thì bỏ hết một vụ hè thu rồi mà nước nó ngập nhầy và đồng ý ngập luôn nhà cửa trong này, mà mưa xuống đầu là ngập, thì bây giờ là dân thì bỏ hết vụ mà một chén cơm bên áo của người dân, thì mà bây giờ là không nói là thế nào như cho dân hiểu có hỏi hỗ trợ hay thì thế nào, cách thoát nước hay nào cũng không làm, không gì trên cái để ly trì này tiếp. Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, phóng viên Báo Thanh Niên đã nhiều lần liên hệ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Hiệp Phước để ghi nhận ý kiến về phía chính quyền địa phương nhưng không thể gặp trực tiếp hoặc trao đổi qua điện thoại. Sau đó, phóng viên Báo Thanh Niên đã gửi văn bản đề nghị cung cấp thông tin về những phản ánh của người dân nhưng nhiều ngày qua vẫn chưa thấy văn bản phản hồi.